Rồi, chào anh tên gì nhỉ? Mình là Cao Sơn Tùng. Anh Tùng. Anh đặt cái con này là Surface Laptop 7. Chip của nó là Snapdragon X Plus, RAM 16GB ổ D256. Đúng rồi. Màu bạc. Anh đặt giá bao nhiêu nhỉ? Mình đặt con này là giá 26 triệu. Đấy, anh đặt con này là giá 26 triệu nhé. Màu này màu bạc. Đấy, cam kết với anh đây là hàng mới 100% nguyên siêu. Nếu sai trả lại máy hoàn tiền 100% và đền bù $300. Đấy, hàng nguyên siêu của nó, đời mới của nó như này, nó không bọc ni lông nữa, có cái siêu bằng giấy này. Chắc là người ta bảo vệ môi trường đấy. Xu thế nó thế, kể cả cái quai luôn. Tính bóc đi. Con này là 13.8 inch nhé. Surface Laptop 7 Snapdragon. Còn bằng giấy hết, không có chút ni lông nào hết. Tất cả bằng giấy. Đây, hoàn toàn bằng giấy hết nhé. Xu thế của các công ty công nghệ là đóng gói bằng giấy toàn bộ 100% luôn. Tất cả bằng giấy hết. Nhìn đây là không có chút ni lông nào. Anh xem, anh xem có cái vết cấn móp nữa, cái vết đã qua sử dụng gì chưa. Mở con này, mở lên phát là tự động on luôn. Cái con này là có cái tích hợp cái phím Copilot của trí tuệ nhân tạo năm 2024 mới có cái này. Mình thấy đây là cái bàn di của nó, còn có màu khác, tại vì là cái chất liệu của nó khác nhau, của nó sẽ to hơn những dòng laptop trước. Còn nhôm của nó là full nhôm hết, 100%. Những cái dòng này tháo ra là rất là khó, những cái chân này này không có thể origin được đâu, nên mình cân nhắc trước khi mình nâng cấp cái này ra thì dán lại nó không còn được nguyên si nữa, nhiều khi nó bung ra luôn. Còn cái chân này bốn cái vít nó là bốn cái chân này. Cái dòng Surface này mình rất thích cái dòng Pro, cái dòng laptop này nâng cấp cái con này rất là mệt vì bốn cái chân này. Chắc được rồi đấy. Anh đặt con này mất bao tổng thời gian, mất bao lâu nhỉ? Chắc là mất mình đặt mất khoảng một tuần. Thời gian của mình khá là nhanh, khá nhanh, khoảng một tuần nhé. Trước khi anh đặt hàng đáp ấy, anh có tìm hiểu giá thị trường của con này không? Có, giá mình tìm hiểu rồi. Thì giá thị trường khoảng bao nhiêu anh? Thì hiện nay nó rơi tầm khoảng 27-28. Tức là tiết kiệm được khoảng 1.5-2 triệu. Giá mắt ok. Con này có một cổng, con này hai cổng Type-C. Nhưng bất kể cái sạc Type-C là cái công suất tầm khoảng 65W đổ lên.